Trường Money là một nhà đầu tư có hơn 20 năm kinh nghiệm và đạt được những thành tựu nhất định trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông sở hữu kênh Facebook Học viện Cổ phiếu Trường Money và kênh YouTube Học viện Cổ phiếu Trường Money với hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Tầm soát Cổ phiếu nghề đầu tư thuần Việt, thực hành để thành công là tâm huyết đầu tiên của tác giá Trường Money, thích lũy toàn bộ kinh nghiệm kiến thức và tâm huyết đã giúp ông thành công trong 20 năm qua. Nhà xuất bản, nhà xuất bản Hà Nội tác giả, trường Money nhà phát hành, trường Money công ty phát hành, công ty cổ phần một vạn 8 số trang, 598 trang năm xuất bản, 2021 sao 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 phiên bản giới hạn sẽ được tặng kèm một chất lượng cao sao 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 nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra hư hao liên hệ để bên mình đổi lại nhé. Cảm ơn cả nhà. Trường Money là một nhà đầu tư có hơn 20 năm kinh nghiệm và đạt được những thành tựu nhất định trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông sở hữu kênh Facebook Học viện Cổ phiếu Trường Money và kênh YouTube Học viện Cổ phiếu Trường Money với hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Tầm soát cổ phiếu nghề đầu tư thuần Việt, thực hành để thành công là tâm huyết đầu tiên của tác giá Trường Money, tích lũy toàn bộ kinh nghiệm kiến thức và tâm huyết đã giúp ông thành công trong 20 năm qua. Nhà xuất bản, nhà xuất bản Hà Nội tác giả, trường Money nhà phát hành, trường Money công ty phát hành, công ty cổ phần một vạn 8 số trang, 598 trang năm xuất bản, 2021 sao 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 phiên bản giới hạn sẽ được tặng kèm một chất lượng cao sao 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 nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra hư hao liên hệ để bên mình đổi lại nhé. Cảm ơn cả nhà.